Hello. Hiện giờ mình đang ở đây gọi là LatValley. Thì mới đến đây hồi lúc 3 giờ chiều. Thì bây giờ đang đi dọc bờ hồ và đợi một đoàn nữa đang đến. Đoàn kia đang đến. Đây đây là có những cái nhà nhỏ để những cặp đôi ở, ít ít người ở, còn đây đây là những cái người nhà mà nguyên căn, mà ai muốn ở nguyên căn thì sẽ ở đây. Ok, thì bây giờ mình sẽ đi bộ tập thể dục.